Trời ơi, trời 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 trời. Ôi, đưa cái mâm con khủng long quay ra đây mà là 1 triệu sao nhà hả? Su su đừng khóc. Ôi trời, hai cái tượng gấu này hình như là một cái tượng 400 mấy thỏi, hai cái tượng hình như là 1000 thỏi vàng các bạn ơi. Sonika lại là mình, bé đi đây các bạn ơi. Các bạn có nhớ video mà mình thống kê top 10 idol nổi tiếng không mọi người? Thì ở video nó có nhiều bạn IP riêng cho mình, cứ kêu là anh ơi hay là mình đột nhập nhà mấy người đó mình review các kiểu đi. Thì thật chất cái video này hồi xưa tôi từng có làm rồi các bạn à. Chỉ review một số idol và sơ sơ thôi. Cho nên ngày hôm nay tôi nghĩ là tôi sẽ làm lại video đó một cách chỉnh chu hơn và nói chung tổng hợp hơn cho mọi người biết ha. Để xem thử là sau bao năm tháng thì nhà của các idol nó có thay đổi so với clip đầu tiên mà tôi làm không ha. Nếu các bạn thích cái content này nè, đừng quên để lại một đăng ký và một like ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bắt đầu nào. Người đầu tiên mình sẽ qua nhà đó chính là Ngọc Thanh 2K3 nha mọi người. Đầu tiên khi vô nhà thì đây là căn nhà liều tuyết logo nha mọi người. Cái nhà này mua bằng tiền nha mọi người ơi. Thì trước tiên là tôi thấy một cái tivi rất là khổng lồ các bạn ạ. Rồi phía bên đây là có con rồng, con khủng long thôi. Ôi, câu được con rồng này nó bự dữ các bạn ơi. Nhà này ôi trời, nhìn đây nè các bạn. Trời ơi. Trời ơi, Ngọc Thanh đổi nhà nè các bạn. Mới đầu tôi tưởng xài nhà gọi là nhà 700 kim cương chứ. Trời ơi, trang phục nè. Hình như là mùa VIP mà Ngọc Thanh cũng mua đồ hết nha các bạn ơi. Cho nên là ôi sao cái con này sao nó đen thui vậy? À trời trời trời, nó bị lag các bạn à. Trời ơi, hình như là tất cả mùa VIP từ trước giờ trong game hình như Ngọc Thanh 2K3 có hết luôn các bạn nè. Trời ơi trời 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 trời. Ôi, tôi nghĩ ở đây là chắc sương sương là cỡ 40 mùa luôn các bạn, chứ không đơn giản đâu ha. Tôi nghĩ quyền đóng VIP này chắc chúng ta tính ở đâu đó tiền chục triệu có luôn các bạn ạ. Rồi đây là những hồ cá của Ngọc Thanh 2K3 nha bạn, rất là nhiều hồ cá và ở đây đa số là cá mini rất là nhiều nè. Đây 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 đây, càng đi lên ui có một con mũi cưa mà con này bóng 5 các bạn ạ. Rồi đây 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 đây, ui toàn cá mini không nha. Rồi ở đây có một vài con bóng 4 nè, cá muối và tùm lum nè. Vậy là chúng ta chờ bóng 5 bóng 6 nằm ở đâu đây ta? Kìa. À theo thứ tự các bạn nha. Mới đầu là mini, cứ sau là bóng 4. Rồi chúng ta sẽ lên gọi là những cái con bóng 5. Đây là những con bóng 5 đây. À Ngọc Thanh 2K3 xếp theo thứ tự nha các bạn ơi. Ui giời bóng 5 xịn nè. Ủa nhưng mà sao con cá kia có 4 đây ta, không chịu rồi. Nhưng mà hiện tại tôi thấy duy nhất ở đây là có một con rồng này bóng 6 thôi nha các bạn ơi. Tóm lại tôi thấy nhà Ngọc Thanh 2K3 gọi là chuyên về đâu đó là thời trang cũng như là về săn cá bạn ơi, rất là VIP pro, nói chung số lượng khủng các bạn ạ. Tiếp theo đó chính là nhà của Ban Ban PT nha các bạn ơi. Ok bây giờ mình sẽ vào nhà Ban Ban PT ha. Rồi đây là căn nhà hình như là 450 mấy thỏi vàng các bạn ạ. Trời ơi. Ui tôi nhìn xa xa phía trên kia là có mấy cái con gọi là VIP các bạn. Trời ơi, nhìn xịn thế nhờ. Trời ơi. Ở dưới đây bếp hơi nhiều, hình như là tổng hợp tất cả loại bếp mà có trong gọi là trong game của chúng ta luôn các bạn ạ. Rất là nhiều. Ui, ở đây có một con AI ban ban nữa nè. Xin chào. Rồi. Ui, phía này hình như là chúng ta có một cái xe các bạn, xe này trong cái lều tuyết. Ui, cái bàn gì nhìn xịn thế nha. Ui, cái này kiểu như ai mà hẹn hò ra đây là tụi nó bá cháy bầu chén. Ui, view biển các bạn ơi. Ngoài kia hình như là có phong xanh các bạn à. Nè, ở đây có một cái cầu nè. Ui, cái cầu này mà xây full tôi nghĩ chắc đẹp lắm nè, nhìn nghệ thiệt các bạn nha. Ở phía chỗ này chúng ta thấy vài cái máy tính mà bỏ hơi gọi là hơi lệch nhau. Kiểu như chỗ này chắc là để tính tiền hay gì đó các bạn. Ui, đại khái là căn nhà của ban ban rất là rộng các bạn à, nhưng mà còn khá là ít đồ các bạn à, tại vì căn nhà này nó quá là rộng cho để có full là hơi khó luôn các bạn ạ. Tiếp theo là nhà của Nana TV nha các bạn ơi. Ôi, hình như đây là căn nhà 700 kim cương các bạn ạ, nhưng mà tôi thấy cái khúc này nó sáng quá, để tôi lại tôi ngó thử ha. Ôi trời, cái gì mà sáng dữ vậy trời. Ôi cho toàn xe. Ôi xe là toàn xe xịn không nha các bạn ơi. Mấy cái gói này là đa số là gói nạp là nhiều nè. Ôi trời ơi, nhìn tiền không các bạn ơi, mùi tiền. Ui, chiếc xe này cũ lắm rồi nè. Trời ơi, cái xích lô kìa. Trời ơi. Nói chung là đa số là xe xịn không nha các bạn ơi. Trời ơi, tại vì hồi xưa tôi tái chế hơi nhiều các bạn ạ. Cho nên bây giờ tôi bị mất hết mấy cái xe rồi, tôi hơi bị tiếc các bạn ạ. Trời ơi, nói về cá tôi nghĩ chắc không ai qua được anh Nana đâu ha. Ui giời, hai con cá ăn cá tầm mà usu vậy cả. Ôi trời, cá sấu bạch tạng nữa nè. Trời ơi, bên kia bên cá sấu thay ma gì, cá mập thay ma quá trời luôn các bạn nha. Ôi một dàn gọi là côn trùng hiếm các bạn nha. Toàn là những con hiếm luôn nha, toàn là VIP với là luxury, hình như là VIP hết luôn các bạn nha. Trời ơi trời, con cá nhắm voi này mà anh Nana câu được cũng mật kinh khủng lắm nè. Trời ơi, sao con cá mập sát thủ mà vương miệng hết các bạn, kinh khủng thiệt. Ôi trời ơi, đây. Ui cá heo hồng mà vương miệng luôn hả? Kinh vậy. Ôi mấy con này vương miệng trời. Ôi ông nội ơi, anh trải dài hết nguyên cái nhà luôn các bạn nha. Thì tôi không biết là anh có bao nhiêu con cá để nói các bạn nha. Tôi nghĩ là trong video này để mà nói về con cá của anh là chắc đếm không nổi các bạn nha. Tôi nghĩ là chơi thêm số n. Ui ở đây nè. Rồi để bóng 6 đi. Trời ơi, ông kia con cá gì, con cá voi lưng gù mà bạch tạng nữa, cá rồng nữa nè. Ui ơi, hai cái con này đủ gọi là cái chất chơi đến cỡ nào các bạn nha. Căn nhà tiếp theo là của anh Vũ Viking nha các bạn. Ui mà nhìn anh bìa anh đẹp ha, cho chứ rừng hoa cúc gì quá trời nè. Trời ơi, chỉ có couple mới thể vào được thôi, chịu. Tiếp theo chính là căn nhà của anh Thịnh Duca nha các bạn ơi. Nhà ảnh là để tranh bìa thôi, chịu rồi, nó quá dữ các bạn à. Rồi, mới đập vô mắt tôi hình như đây căn nhà 700 kim cương nha các bạn ơi. Thì trước mặt có một con AI tên là vợ bạn nè, cái gì thấy. Ê anh Thịnh làm gì đâu có được, mèo thấy là chết em chứ tự nhiên cái gì vợ bạn nè, cái gì mà gà dữ ta, không chịu rồi. Trời ơi, bên đây hình như là cái gì, thuyền rồng các bạn à. Chùa hai con mà để cái cầu nguyệt nga nó hay sao vậy. Anh còn xếp em nữa chứ, không chịu rồi. Anh này chắc mới mở hộp hay sao nào mà ra toàn thuyền không. Rồi phía bên đây hình như có một cái căn cứ gì mà hình như đây là một cái cống ngầm hay sao các bạn à. Ui sao nhìn nghệ thế nhờ. Ui con căn cứ ở chị diễm đây. Ui mà sao tự nhiên đưa cái mâm con khủng long quay ra đây mà gì sao kỳ vậy, sao kế kỳ vậy.
Ôi trời, bên đây làm được cái này hay đâu, siêu trình hiệu ứng đẹp lắm các bạn nha. Ôi như nó lan tỏa cơ trời. Ôi có cái này cũng nghệ thiệt các bạn nha. Cái địch công nhận tôi thấy nghệ thiệt nè. Rồi bên đây hình như là những cái lăng mộ hoặc là cái thí nghiệm gì đó ở đây các bạn nha. Hình như anh Thịnh anh pha chế cái công thức gì ở đâu đây các bạn ơi, ghê quá. Ây da, bên đây là cái gì đây? Tôi mở cửa tôi vô tôi ngó cái coi. À, đây là viên đá crypto các bạn à. Ôi trời. Hình như cái này là tượng của Hokage à. Hokage đệ nhất, đệ nhị, đệ tam à. Trời, sao nhìn sao mà ghép được cái đầu này vô hay vậy ta? Ôi ông nội ơi. Ôi giật cái mình các bạn nha. Ôi tôi lại gần tiếng ông ho. Ôi. Cú hồn luôn, tôi tưởng ai trong Discord mà tôi có bật Discord là tôi giật mình luôn mà. Ôi ôi, phía mấy con người tuyết nào, trời. Ui, phía bên đây là đồ mở hòm hơi rất là nhiều các bạn ơi. Ui, nói chung là căn nhà này rất là nhiều đồ nha các bạn ơi. Ờ, đây các bạn ơi. Ui giời ơi, nguyên một cái góc check-in hoa anh đào làm cái này tôi nghĩ là kỳ công lắm đây. Ui giời, nói chung là đẹp thiệt các bạn nha. Rồi, tiếp theo đó chính là MIB Sunny 99 nha các bạn ơi. Rồi, ok nha các bạn ơi. Đây là căn nhà 700 kim cương ha. Rồi, đầu tiên chúng ta thấy hình như là có một cái khu Sataroni dưới đây các bạn ạ. À, Sataroni chính là mấy cái vách hả các bạn ạ. Chửi để trưng mấy cái bếp. Ui, bếp vàng đỏ xanh dữ thế ta. Ở đây thì có 5 con mèo gì bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa bà già, một chạm bé điệu. Ủa bé điệu là ai vậy? Hình như là gọi là Sung Nhi sẽ chủ tọa, sẽ ngồi dưới đây giúp đôi cho mấy bạn nhỏ hay sao á. Mấy bạn fan sẽ đứng ở đây nè. À, là 1 triệu sao nhà hả? Ăn mừng 1 triệu sao nhà. À, trời ơi, thì ra là vậy. Trời ơi, cụ ý nghĩa dữ nè. Ui, có mấy bạn fan tới ăn mừng chắc vui lắm ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi về phía bên trong nha các bạn, để xem trong nhà có gì đây. Ui, trong nhà như sao có hai cái ghế. Rồi, phía bên đây là có những cái nồi pha chế các bạn. Hình như là ở đây là hội phù thủy gì đúng không? Ghê nha. Rồi phía bên đây sao giống như là mấy cái gọi là gì à, ngọc hoàng giá đáo vậy. Rồi ở đây vẫn như cũ như hồi xưa lúc tôi review các bạn à, vẫn là một cái quầy bí ngô. Cái căn nhà trong đây tôi nhìn là có bắt rau tường nó đẹp thế các bạn à. Nó màu xanh và nội thất bên trong là những cái tông màu chính là màu xanh luôn các bạn à. Nhìn rất là đẹp các bạn. Rồi phía trong đây vẫn là cái khu gọi là Merry Christmas các bạn à. Rồi một cái khu chơi game, một cái quán net mini các bạn à. Ui quán net mà có nước có đồ luôn. Đây cái xe chanh này là hồi xưa rất là nổi tiếng các bạn à. Một thời là trend đấy. Đây nè cái xe chanh các bạn. Ui trời ơi, thiết kế được cái xe chanh này cũng là một trong những gọi là rất là khổ công các bạn à. Mới làm cái xe chanh này rất là đẹp luôn các bạn nè. Căn nhà tiếp theo là của Ban GMT nha các bạn ơi. Ủa mà sao Photoshop được đông nút vàng nhiều thế nha. Rồi, mới vô là có một bạn vi sinh gờ đứng đó. Ủa cái gì vậy? Căn nhà này là nhiều thứ review quá các bạn ơi. Tại vì căn nhà nó rất là nhiều thứ review cho nên tôi sẽ review đâu đó là 1, 2, 3 cỡ 10 cái chậu nha các bạn. Căn nhà tiếp theo là của chị Hạt Tiêu YouTube nha các bạn ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ ghé thăm nhà ha. Rồi. Ôi đây vẫn là căn nhà 700 kim cương nha các bạn ơi. Rồi. Ôi trời, chưa giật mình, nguyên con đồng nó bự quá các bạn ơi. Rồi phía này chúng ta sẽ có một dàn đồ ăn ha. Bên ôi trời, nguyên có 3-4 con đồng được bằng đèn sáng hết các bạn à. Rồi phía bên đây hình như là mấy già mấy cái hồ mà chân mấy con cá mà liền. Ôi con rùa hồng kìa, con rùa anh đào mà câu được luôn, ghê chứ ta. Không ngờ mà chị Tiêu cũng câu cáo được luôn các bạn à. Rồi ở đây là chúng ta có 2 chiếc quả mô tô với 1 chiếc xích lô các bạn à. Đây, thêm 1 chiếc xích lô nữa cơ. Ui một cái khinh khí cầu. Ồ đây là chân mấy cái cần. Trời. Mua mấy cái cần mà mấy cái chỗ mà chân mấy cái búa có cái đao vậy sao nhìn nghệ dưới trời không chịu ơi. Mà sao công này ông mẹo dưới ta, bây giờ tắt ổng ông mẹo không? Tắt hay bật ổng vẫn mẹo các bạn à, không chịu ổng mẹo dưới trời. Đây hình như là hoa hướng dương các bạn à. Tôi bây giờ tính sơ sơ là 4 nhân đó, tôi nghĩ là ở đây là hơn 100 cây. Ủa, nguyên cái vàng cây hoa anh đào này chúng ta cứ tưởng tượng vậy mà su đừng khóc. Ôi trời, đứng đây là lên quả nhạc phim cái chúng ta tưởng tượng liền đó chứ. Ôi ơi, cho nguyên một bay bét rất là nhiều nữa các bạn à. Mà toàn là mặc đồ không nha. Ui hạt đậu phộng, hạt hạnh nhân, kẹo bông gòn, he đi bọt tơ, hạt dẻ. Quá trời luôn các bạn, hạt chia đó chứ. Trời ơi, những con bé rất là dễ thương cũng như những cái tên rất là dễ thương luôn các bạn à. Trời ơi, trong hạt đậu phộng này ông còn hút thuốc nữa kìa. Trời ơi, ở đây hình như là tất cả gói VIP, tất cả các mùi luôn các bạn ơi. Và đây là một trong những cái phong xanh mà khá là phổ biến của các anh em YouTuber các bạn nè. Rồi, phía xa chúng ta thấy có 2 cái huy hiệu. Ôi trời, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ôi, vậy là thiếu một cái đây. Vậy là gọi là cái mùa sắp tới là chị Hạt Tiêu chắc chắn là phải săn được một cái để bỏ ra đây rồi đó. À, quán sushi à. Khu vực này mặt bằng hơi bị rộng nhưng mà quán sushi có một dài chỗ ngồi thôi các bạn nè. Rồi, cái cửa vậy đây. Ui trời ơi. À, đây là căn phòng như chị Hạt Tiêu chụp hình nè. Ôi, đây là một căn phòng không đơn giản nha các bạn ơi. Nhìn gọi là một cái thiết kế rất là gọi là liên quan đến cả thiên nhiên các bạn à. Ui cái chỗ này bàn làm việc rồi tôi nghĩ là rất là chill, rất là đẹp các bạn à. Idol cuối cùng của chúng ta đó chính là chị Angel Play nha các bạn ơi. Hình như chị mới đổi tên các bạn à. Trời ơi mới vô hình như đây căn nhà mắc nhất luôn các bạn ơi, 455 thổi thì phải. Trời ơi người xịn nhất có cái gì cũng xịn các bạn à. Ui ông nào đây? Hình như là tôi có xem một video shop. Ủa tôi nhớ hình như ở đây hình như là ông nội hay sao hay ông ngoại vậy nè, ở chơi video shop của chị Angel đó. Nhưng mà hôm nay đổi sẽ là ba các bạn à. Rồi chúng ta ở đây có một cái bàn tiệc các bạn à, Satorini. Ôi trời, ơi
bàn này đâu đó cỡ 8 người là ngồi vô nè. Rồi rồi phía đây là hoa anh đào, nhưng mà ui thảm hoa anh đào quá trời, cho mấy bạn chéo tim ra đi, chéo tim học check in là cũng rất là đẹp đó. Ui hình như đây là cái lễ đường các bạn à, trời ơi đúng cái bài luôn. Trời ơi mai mốt mà chắc cái gì tôi với mấy em mà quay mấy content cặp đôi mà lễ đường chắc là tôi kéo vô nhà chị vô làm các bạn. Rồi rồi phía xa xa kia thấy một cái quầy gì các bạn à, để tôi xem thử coi. Chỗ này tôi nghĩ là toàn thỏi vàng các bạn ơi, các bạn nhìn cute dễ thương vậy thôi, nhưng mà cái khu vực này đâu đó tôi nghĩ là dài trăm thỏi nha các bạn, không đơn giản đâu ha. Rồi rồi phía đây hình như là khu học phù thủy phép thuật nha các bạn ơi. Ui decor rất là đẹp luôn các bạn à. Và bên đây chúng ta có một cái khu mà gọi là khu ăn, các bạn ăn kem hay sao, nhưng mà nhìn bàn ghế rất là luxury VIP luôn các bạn ơi. Và như các bạn thấy ở đây chúng ta có hai cái tượng gọi là khá là tiêu biểu các bạn à. Hai cái tượng gấu này hình như là một cái tượng 400 mấy thỏi, hai cái tượng hình như là 1000 thỏi vàng các bạn ơi. Nói chung là đây là một trong những căn nhà mà tôi đoán là nhiều tiền nhất trong những cái căn nhà mà những idol nãy giờ tôi review các bạn à. Ui giời, hôm nay bây giờ tôi khiêng con thỏ này về được không ta? Mà thỏ này nó hơi bự các bạn à. Phụ tôi cái. What the hell? Cũng như các bạn muốn mình review nhà các idol ở video tiếp theo, các bạn nhớ comment luôn nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình nha. Annyeonghaseyo. Annyeong.